Ngành công nghiệp giấy là một trong những ngành có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và xã hội. Sản lượng tiêu thụ giấy trực tiếp và gián tiếp được coi là một trong những yếu tố để phát triển kinh tế. Đây cũng là ngành có thị trường rộng và liên kết với nhiều ngành như lâm nghiệp, nông nghiệp, hóa chất, in, bao bì và chế tạo thiết bị. Những đóng góp của ngành công nghiệp giấy là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành phát sinh nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đối với nguồn nước thải nếu không được xử lý. Thực tế cho thấy tại Việt Nam, không ít nhà máy giấy từng đứng trước thách thức lớn về môi trường vì không đầu tư trang thiết bị hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc không xử lý nước thải, xả thải trực tiếp ra sông, hồ, biển, dẫn đến gây hại cho môi trường. Tại doanh nghiệp này, song song với việc đầu tư dây chuyền sản xuất, đơn vị đã tiên phong trong việc đầu tư lò hơi tần sôi đốt bằng nhiên liệu biomass thay thế cho lò hơi đốt than với số vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng đã mang lại hiệu quả về kinh tế, môi trường và xã hội. Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ nói riêng, trong ngành giấy nói chung, thì muốn phát triển sản xuất đảm bảo cái bền vững về kinh tế xanh, không gây ô nhiễm môi trường, thì việc đầu tiên là phải đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại thay thế cho các cái trang thiết bị công nghệ lạc hậu. Công nghệ hiện đại thì nó sẽ kiểm soát tốt về vấn đề ô nhiễm. Vấn đề thứ hai là nó cái năng suất cao, chất lượng tốt, thì nó sẽ làm giảm các cái chi phí như chi phí nhân công, chi phí bảo trì bảo dưỡng, tiết giảm các tiêu hao định mức về điện, nguyên nhiên vật liệu. Và có như vậy thì cái giá thành sản phẩm nó mới hạ, và điều kiện đó thì để cho đảm bảo cái việc là cạnh tranh trong thương trường, cũng một mặt là có cái điều kiện để mà có cái lợi nhuận để đầu tư cho cái hệ thống xử lý môi trường. Công nghiệp sản xuất giấy là một trong những ngành công nghiệp được hình thành và phát triển từ sớm. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế ngày càng phát triển hơn, nhu cầu sử dụng giấy của thị trường cũng ngày càng phong phú, đa dạng. Thế nhưng, việc xử lý nước thải trong quá trình sản xuất bột giấy như thế nào cho hiệu quả thì vẫn là bài toán đặt ra cho doanh nghiệp. Tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam, ban lãnh đạo đặt ra con đường để phát triển sản xuất bền vững đòi hỏi phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Vấn đề về môi trường chúng tôi đặc biệt quan tâm trong khoảng độ 3 năm gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn năm 2021 và 2022, Tổng ty cũng đã đầu tư trên dưới 100 tỷ cho cái lĩnh vực xử lý khí thải và nước thải. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 thì cái nước thải thải ra sông Hồng Tổng ty đã đạt cái quy chuẩn A theo cái quy chuẩn 10 năm của Bộ Tài nguyên Môi trường về nước thải công nghiệp. Thì còn đối với khí thải thì chúng tôi cũng đã đầu tư trong năm 2021 và năm 2022, chúng tôi đã đầu tư hai cái hạng mục, đó là hệ thống lăng tĩnh điện của lò hơi thu hồi với tổng mức đầu tư trên dưới 40 tỷ. Và hiện nay thì các anh có thể thấy rằng là cái khí thải của tôi đã hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Ngành giấy là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều nguyên nhân vật liệu và phát thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Nếu không có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp, kịp thời thì nguy cơ ô nhiễm là hiện hữu. Do vậy, các doanh nghiệp ngành giấy cần chú trọng đầu tư vào hệ thống sản xuất, xử lý chất thải, khí thải, chuyển đổi các công nghệ xử lý mang tính khả thi với tiêu chí, hiệu quả, tiết kiệm nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng là bước tiến trong nỗ lực bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải bằng không vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26.